đọc lại tên là cái gì này. Audio Technic DND DND Audio. Xin chào anh ạ. Hôm nay cũng rất là cảm ơn anh đã đến Thiên Hà Audio điểm đến của người yêu nhạc. Vâng, đây đúng là một ca sĩ tiếng Anh rồi. Xin chào anh. Quý quá. Nghe Thiên Hà rất nhiều. Dạ vâng, thế hôm nay thì anh cùng người bạn đến đây thì tìm cho mình một cụ dàn karaoke hay như nào anh? Em muốn tìm giới thiệu anh về nhạc sĩ Đạo Nguyễn. À dạ vâng, xin chào anh lần nữa. Nhạc sĩ em muốn hai anh em đến trải nghiệm và tìm một cái dòng loa, nếu mà được một dòng loa Đức thì tốt nhất. Và em cũng được biết là Thiên Hà vừa nhập khẩu về một loạt hệ thống âm thanh dùng để hát biểu diễn chuyên nghiệp và có cả karaoke. Nhưng mà em đã được nghe ngóng thôi, em chạy sang đây đó là sản phẩm loa BNT. Dạ vâng. Của Đức, mà em là một ca sĩ thì em rất là khoái loa Đức. Xưa nay tất cả hệ thống chơi của em cũng là loa Đức thì dạ. Anh em muốn anh tư vấn để cho em có một bộ để em lắp đặt để trong khi biểu diễn và em đã đi biểu diễn ở nhiều nơi và em đã trải nghiệm dòng loa này rồi. Nhưng hôm nay em muốn đến xem cái dòng loa này là em sẽ lắp hệ thống trong nhà để em dùng làm một cái sân khấu nhỏ để tập luyện chuẩn bị những cái show biểu diễn bên ngoài. Dạ vâng, đầu tiên thì cũng rất là cảm ơn anh khi đã tin tưởng đến team của Thiên Hà. Và hôm nay tại Thiên Hà Audio chúng tôi đang có những dòng BNB đến từ Đức. Đây là một trong ngũ đại thiên vương và là một trong những dòng loa để phục vụ cho giới chuyên nghiệp trong phương thức biểu diễn và các phòng thu và các test. Với những sân khấu lớn nhất thế giới thì chỉ có BNB là số 1. Và trước mặt các bạn đây chính là một dòng BNB. Dòng DNB này thì nhìn qua thì trông nó rất là đơn giản, nhưng mà thực tế đây là một trong những dòng loa hay nhất thế giới vì nó có một hệ thống neodymium, tức là các crown 500 là tốt nhất thế giới, cộng thêm với cả với phần nguồn phát, tức là nó có phần preset cũng như là phần tự cân chỉnh, cộng với cả phần tải âm thanh thì chưa có một dòng loa nào có thể vượt qua dòng DNB này. Với các ca sĩ nổi tiếng thế giới thì từ người Mỹ đến người Đức, người Tây Ban Nha muốn đi biểu diễn ở đâu đó đều phải dùng đến DNB. Và hôm nay thì trước mặt anh đây chính là một dòng DNB này. Đầu tiên thì chúng ta nhìn thấy một dòng DNB này thì nó có một cái khổ thì không phải là quá lớn, nhưng mà chất lượng âm thanh của nó thì là về phần 500 là neodymium và trong này có một cái bát giấy là bát 30. Với dòng bát giấy này 30 thì là cũng to rồi đúng không? Khi các anh nghe nhạc thì các anh nghe thấy cái sự tuyến tính của âm thanh rất là tốt, nhưng mà cái quan trọng ấy, dòng DNB này chính là một cái họng kèn. Nó có thể mở 75-110 độ. Và anh quay bất cứ một góc nào thì nó cũng luôn cho anh một cái chất âm trung thực và hay nhất. Nhưng không thể nói không nói đến cái dòng súp của DNB này. Và điều đặc biệt hơn tất cả dòng DNB này, như là các anh hiểu, tức là dòng DNB này nó chỉ phù hợp với âm đi của DNB, tức là âm đi khác sẽ không chơi được. Tức là đi theo loại, bởi vì nó có preset là cái chế độ của DNB nó thiết kế sẵn rồi. Vâng, đúng rồi nhỉ. Lên khi toàn bộ nó sẽ gom tất cả vào những cái tuyến tính âm thanh, chất lượng âm thanh và chất lượng cao nhất thì nó đưa vào trong chính là vào chiếc cục âm đi. Dạ vâng. Còn tới tại Thiên Hà thì đang chơi thêm một cục Solid Six đến từ Anh Quốc. Đó chính là một cái hệ thống này, nếu mà như con các bò anh luôn chuyên nghiệp là đây là một hệ thống rất là hoàn hảo, là khi mình có thể là chỉnh theo định dạng mixer được và chơi trực tiếp. Super analog của anh. Dạ vâng, con này thì nó có chơi cả đường super analog, còn đây là đường steel in như bình thường. Đúng rồi ạ, nó có những định dạng này, nhưng mà đây là những hàng nhập khẩu nguyên chiếc từ Anh về. Nên chất lượng âm thanh nó sẽ rất là khác hoàn toàn so với cả những hệ thống mà đang có trên thị trường. Em dùng nhiều bàn mixer lắm rồi, nhưng mà cái bàn mà super analog in này ấy, là bình thường là nó chỉ có ở trong studio thôi thì người ta mới dùng. Thế còn thì ở Việt Nam mà đánh ngay sân khấu nhỏ vừa ấy là hơi hiếm ấy. Đúng rồi, những người chuyên nghiệp khi người ta dùng những dòng này thì người ta có thể là chơi là cái bàn nó lại là bàn lớn thì người ta vừa hát được, mà cái này thì người ta sẽ dùng để điều khiển những hệ thống mà khi âm thanh chất lượng cao. Còn bên này thì công ty đã mở mặt loa rồi, đây chính là cái họng này rất là nổi tiếng, là 75 độ đây ạ. 75 độ và 110 độ, tức là khi người ta mở và người ta có thể đánh array với một lúc này nó có thể lên đến 10-15 loa. Tức là chơi theo định dạng array. Xem đại nhạc hội của Michael Bublé là đánh toàn hệ thống loa này. Em mình xem ở Việt Nam chưa có, thì khi mà nghe vì chiếc loa này nó có thể tải áp lên tới 132 decibel, tức là hiện tại đang là dòng tải áp lớn nhất mà chịu được áp lớn nhất. 32 là kinh rồi, lớn hơn dàn giao hưởng. Và hôm nay thì cũng rất may mắn là có nhạc sĩ Tuấn Anh cũng như anh là một tay guitar thì cũng tại Thiên Hà thì cũng muốn các anh là có một buổi trình diễn và mình chơi nhạc thử luôn được anh cảm nhận được. Dạ được chứ anh. Hôm nay em thì mang em và anh nhạc sĩ đã có mang hệ thống. Thực ra là hôm nay bọn em muốn đến lấy luôn. Em đã nghe rồi. Thì hôm nay em muốn là bọn em sẽ đóng đánh live thẳng trực tiếp
để bọn em xem cái công năng của nó như thế nào. Dạ, vì vâng. Em đã nghe rất nhiều trên hệ thống truyền thông của quốc tế về những cái đại nhạc hội đã có những sản phẩm đó rồi. Nhưng là nếu mà để mua bên kia về là rất là khó, nhưng mà may mắn bọn em được nghe lên thiên hà có cái này hôm nay sẽ trải nghiệm, và em muốn cắm ra trực tiếp em đánh, và em mang một hệ thống mic của hãng Đức. Đức luôn đấy đúng không? Đây là đúng một rồi. Con Neumann, đúng rồi, 105 phải đánh với con này Đức đòi cùng với nhau. Đúng rồi, đã là vàng thì phải thử lửa thì mới biết được cái chất lượng âm thanh. Và hôm nay cũng mời ca sĩ Tuấn Anh và cũng như là mời nhạc sĩ có thể là chơi trực tiếp tại Thiên Hà. Hôm nay mình sẽ không có ghi lại bằng đường live out nữa, mà mình sẽ rồi. Thu âm bằng trực tiếp bằng thu âm trực tiếp luôn, đặt mic thu âm luôn đúng rồi. Chứ không thu được. Để cho mọi người có một sự cảm nhận về màu sắc âm thanh chất analog cũng như một giọng ca của ca sĩ Tuấn Anh và tiếng guitar gảy mộc thì xem nó màu âm thế nào. Và sau đây thì xin mời các bạn cùng tôi sẽ đợi một chút thôi để cho các nhạc sĩ và nhạc công chuẩn bị về phần trình diễn. Cỏ úa với phần trình bày guitar nhạc sĩ Đặng Nguyễn và Tuấn Anh xin gửi đến từ tới quý vị. Gọi trong giấc mộng còn chút thương yêu xin đưa vào dương, có phải còn yêu vì đôi lần thầm nhớ mình đã thật quên, cớ sao tình vẫn chờ. Từ lúc em đi trong rượu say men nồng, màu trắng khăn tang quanh căn phòng cô đơn, bao tố triền miên ngày em rời nhà đó, buồn hắt buồn hiu ngõ thêm sầu cô liêu. Một chiều trên đồi em làm thơ, có biết tương tư và bên người mơ mới biết mình yêu bao giờ. Hỡi cố nhân ơi, chuyện thần tiên xa vời, tình đã như vội, mong chi còn chung đôi. Cứ cúi mặt đi để nghe đời lầm lỡ, đừng níu thời gian cho thêm sầu vương mang. Một đoạn sáng tác của nhạc sĩ Hoàng Trường Sa. Thank you.
tiếng ngát bay trên hàng phố bâng khuâng. Chiều đông đưa những bước chân âm thầm, chợt nghe mùa thu bay trên trời không, còn ai giữa mênh mông đời mình. Nỗi đau bồ lấp trên tuổi thơ, phố bỗng hoang vu từ lúc em đi. Rồi trong mưa gió biết ai vô về, bàn chân nào đưa em bao lần vui cùng những tiếng chim non thì thầm trong ngày tháng yêu phiền em quên. Tình trong cơn ngủ mê rồi tan trên hàng mi, chợt khi mình nhớ về mộng thành mây bay đi. Còn gì trên đôi tay nên thầm hờn dỗi mình cho tình càng thêm say. Tiếng hát ru em còn nổi trên môi, lời nào gian dối cũng xin qua rồi. Đời lỡ ngày sau khi ta cần nhau, còn núi chút yêu thương ngày đầu cho mình mãi kêu thầm tên. Thu Lai trực tiếp từ ca sĩ Tuấn Anh cũng như là anh nhạc sĩ chơi guitar, thì chúng ta cảm nhận như thế nào về bộ dàn này? Vâng, đây bây giờ cũng phải để cho
ca sĩ Tuấn Anh cũng như là anh nói lên những cái điều anh muốn nói về hệ thống bộ dàn DNB đến từ Đức. Vâng, xin cảm nhận của anh ạ. Một cảm nhận đúng như thương hiệu đến từ Đức và đúng như cái mà Tuấn Anh và anh nhạc sĩ Đạo Nguyễn đã từng trải nghiệm những cái đồ thiết bị của Đức rất là tuyệt vời và đã nghe ngóng rất nhiều về cái thiết bị sản phẩm này. Thì hôm nay rất là đặc biệt là Thiên Hà đón tiếp hai anh em và có trải nghiệm qua, có một cảm nhận rất là tuyệt vời và đáp ứng được vấn đề sân khấu và những cái độ động và những cái độ động và những cái thiết bị để làm cho cái tính năng người ca sĩ và những cái nhạc cụ nó toát lên được cái để có những cái cảm nhận là nó toát lên những cái rất là mình không biết tả nào, mình cảm thấy nó rất là như là mình người sân khấu. Cảm xúc của mình cảm gọi là analog đấy. Đó, chính đúng thật nó là một thuần analog. Dạ vâng, anh Đạo Nguyễn thì anh cũng có nhiều năm làm về các chương trình nhạc hội cũng như là về một tay chơi guitar rất là có số. Thì hôm nay thì cũng xin có ý kiến của anh. Dạ. Hôm nay thì em hơi tiếc một chút là em chưa có mang cái cây guitar mà dạ, nó có cái chất âm mà nó gọi là phù hợp nhất để mà mình thử cái tiếng analog. Cái cây này của em là nó chưa lợi về tiếng analog lắm đâu dạ. Nhé. Nhưng mà sau khi mà chơi trên cái hệ thống này thì em cũng hơi ngạc nhiên là dạ, em không ngờ được cái guitar của em trên cái hệ thống này mà nó ra được cái sao tiếng mộc đến độ như vậy. Tức là hôm nay là khi nãy mình với Tuấn Anh hát á, là không hề có để bất kể một cái effect, chế độ effect gì cả. Vì cái đường vào là đường mình chọn cái đường super analog, nó không hề có cái gì cả. Nó chỉ có mỗi một cái là nó khuếch đại lên thôi. Và trung âm nó mở ra hoàn toàn không mua. Tức là cái đôi loa là cái họng kèn nó lợi hại. Đến khi mình dùng cái mic, mình đặt mic thật mình thu lại chứ không phải thu bằng layout, đặt mic thật thu lại và mình nghe lại cái bản thu đó thì mình mới thấy là cái độ bảo toàn cái sóng âm cái hài âm dạ, tốt. Thế là cũng rất là cảm ơn nhạc sĩ và ca sĩ hôm nay đã đến Thiên Hà Audio chúng tôi và có một buổi trải nghiệm và cũng hy vọng là một ngày gần đây nhất thì cũng lại sẽ có một buổi thu live trực tiếp tại Thiên Hà hoặc là một nơi nào đó mà để chúng ta cùng có một cái sự thưởng lãm không phải là dòng DNB, có thể là Lexo, có thể là Das của Tây Ban Nha để cho người chơi có nhiều sự lựa chọn hơn nữa. Và cũng thay mặt cho Team Thiên Hà xin cảm ơn anh ạ. Cảm ơn anh Tuấn. Dạ vâng, cảm ơn anh nhiều. Và hẹn một ngày gần đây thì Team Thiên Hà sẽ cùng các nhạc sĩ và các nhà công sẽ có nhiều buổi biểu diễn hơn nữa. Xin chào và hẹn gặp lại.